Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Quỳnh Ngọc Vũ, cựu phó chánh văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, năm 2019, Quỳnh Ngọc Vũ nghe thông tin toàn bộ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị quy hoạch và nhà nước sẽ thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp. Vũ thông qua các đối tượng cò đất đi tìm những hộ dân có hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân tại ấp Phú Bình và đưa thông tin gian dối nhờ họ đứng tên nhà giùm để được bồi thường và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Vũ trả mỗi trường hợp là 10 triệu đồng. Nhưng để nhận được tiền thì người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và ký tên vào bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ, chưa ghi phần nội dung gồm giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền tái định cư, biên bản giao đất ngoài thực địa, biên nhận. Có được bộ hồ sơ này, Quỳnh Ngọc Vũ đem gạ bán các suất tái định cư cho nhiều người. Đến năm 2020, Vũ xin nghỉ hưu trước tuổi. Do không nhận được nền tái định cư nên người dân đã tố cáo đến cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Vũ chiếm đoạt của các bị hại là trên 7 tỷ 600 triệu đồng.